Ok, hello anh em, chào mừng anh em quay lại kênh. Chúng ta sẽ đến với event của mới của phiên bản này nè. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy làm vụ nha. Ở đây thì nó sẽ yêu cầu một cấp bạn để được tham gia sự kiện này là cấp 28. Đấy, nhiệm vụ ma thần, cái này tôi không nói nhiều nữa. Nhận nhiệm vụ ở Catherine đấy thì đấy, nhận nhiệm vụ chúng ta sẽ đi tele tới chỗ để làm nhiệm vụ. Tại vì nhiệm vụ này sẽ chung luôn với cái phần chơi bên luôn. Thành ra tôi không thể kiếp cái đoạn làm vụ gì được. Đấy. Để mất công nhiều khi làm video vui xong với mấy ông người hả? Cái này làm sao thì rất là phiền phức. Đấy thì làm chi tiết luôn đấy. Để nó các bạn không có thắc mắc. Này thì cứ kiếp thôi, này nhanh thôi. Hơi hạn 10 phút thu thập 40 đồng tiền mạo hiểm. Bạn sẽ có một sẽ có số mạng ở trong cái lúc chơi trọt này. Có nghĩa chính 7 thì này nọ sẽ mất máu. Đầu tiên chúng ta sẽ nói chuyện với thằng này. Đấy. Nhẹ yeah, nhìn lên coi. Nó chỉ chậm. Nó chỉ chậm dí hoài. Mấy cái nhiệm vụ mà không có lòng tiếng tôi kiệt lắm. Rồi, sau khi làm nó chỉ xong, chúng ta sẽ lại đây thiết kế. Để lấy được cặp xuồng trên đây, bạn không thể nào, bạn không thể leo được lên đây nhé. Đặt một cái hoa ở đây. Cái này là dùng để bay lên đấy. Để sao ta? Di chuyển lên, à đây, bấm đây, đó, thì nó sẽ đi qua đây. Không đây nữa thì sẽ đi qua đây. Đấy. Nhìn hơi cao. Đây là à. Rồi, bấm luôn. Nhớ là phải bấm luôn nha. Sao bấm thêm xác nhận một lần nữa. Sao sẽ bằng lập cái này. Bay lên. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chơi event thiệt luôn nè. Là phải hoàn thành số điều kiện để lấy được thành tựu luôn nha. Chúng ta đã lấy được cái đồng xu trên đó rồi thì không cần phải đi lên lấy nữa. Có thể xài kỹ năng ở trong đây luôn. Ví dụ như Kazuha để tăng tốc độ đi di chuyển lên. À, ngoài ra chúng 7 thì bị mất một mạng nha. Thì chúng 7 rồi. Mày đồng dưới trước. Làm cái này sẽ bạn sẽ nhảy cao lên. Ở đây tôi sẽ không dùng kỹ năng để chơi heo cười tân thủ nhất có thể. Sao này cho leo ta. Nhưng mà nhảy thì nhanh hơn, đúng không? Leo chi cho mệt. Này chắc như chỗ leo hay sao đấy, tôi không biết nữa. Như nãy đặt thì chắc không cho đâu. Nói chung làm cái gì nhanh thì mình nên ưu tiên. Làm gì nhanh hơn, đỡ tốn thời gian mình nên ưu tiên. Đấy. Rồi. Đấy thì chúng ta đã xong được 3 phần này. Kế tiếp là mấy phần này. Làm sao nhận được thử mấy phần này. Thì đây. Cái cảnh thiết kế ok. Tôi kia là tạo một cái bí cảnh mới. Cái này tôi làm nhanh nha. Một mấy bạn muốn thiết kế sao thì tùy.
đang cục này tập nhận thêm cục này tập nhận lù vậy là bạn đã xong được một cái thiết kế hành tụ là thiết kế bí cảnh luôn nha. Rồi cái thứ hai là bạn bấm vô combo bí cảnh đây xác nhận là bí cảnh của bạn sẽ được công bố cho mọi người khác để người khác chơi. Ấy thì vậy là công bố thành công rồi đó. Rồi làm sao để cho mọi người thấy được bí cảnh của bạn thì bấm vào đây sao chép. À cái này cái nút xóa xóa bí cảnh nha. Lúc này lúc chỉnh sửa con này hình ra gì đấy biến à, đấy thì dán vào đây sẽ tìm được bí cảnh của bạn của người bạn các bạn tạo ra đấy thì họ sẽ đưa cái liên bấm vào đây tìm kiếm các kiểu đồ. À, rồi làm sao chơi bí cảnh người khác à, vậy đây và chỉ cần bấm vào đây bấm đâu rồi kiếm nào thiết kế đơn giản thôi bấm vô chiến đấu. Mở tiêu chí nè, xong bạn bấm thoát ra. Bạn thích thì bạn chơi luôn cũng được nhưng mà nó không có phần thưởng gì đâu, chỉ là biến lắm. Rồi, rồi, vậy là hoàn thành hết rồi đó. Đây phần thưởng cuối cùng. Được rồi, video đến đây thôi. Cảm ơn em theo dõi. Đừng quên để lại một like và nút đăng ký cho tôi nha. Nhớ share nữa. Share lên mấy kênh Facebook nữa để nó nhiều view hơn. Đấy. Rồi, hẹn gặp lại anh em vào những video sau. Bye bye anh em.